Ủa cha sáng chưa cha? Chưa, chuẩn bị ăn nè. Tụi bay ăn gì chưa? Chưa, con mới mua đồ ăn về nè. Đói quá đói. Ủa cha ăn gì vậy cha? Ăn mì gói chứ ăn gì? Trời ơi, sao cha ăn mì gói? Sao cha không nói con mua đồ ăn cho cha ăn? Thiệt chứ. Thôi cha ăn phanh giò heo của con đi. Rồi mày làm gì vậy? Tao ăn chay. Ủa? Rồi mày gấp vậy rồi sao tao ăn? Thôi đem dẹp luôn đi. Thiệt chứ, ăn chay cũng yên với nó nữa. Ủa cha, sao cha không vô nằm nghỉ ngơi đi, ra đó làm chi vậy? Cha ăn uống gì chưa? Ăn uống gì mà ăn. Bữa nay tao ăn chay. Hồi sáng tao vô trỏng tao nấu có mì chay ra tao ăn. Con vợ mày đâu đi lại nó gắp cho tao cái phanh giò heo. Thôi bây giờ mày chạy ra chợ mày mua cho tao bịch hủ tiếu chay đi. Hồi sáng giờ tao chưa có ăn được gì hết trơn á, đói muốn chết đây nè. Thôi chờ đợi xíu, con chạy đi mua cho. Công nhận mày mua tô hủ tiếu nãy đâu mà nước ngon dữ vậy? Con mua ở tiệm ngoài đầu đường á. Ủa? Tao nhớ ngoài đầu đường bán hủ tiếu mặn không mà, đâu có bán hủ tiếu chay đâu ta. Có chứ, con kêu bà lấy nước đừng để thịt, vậy là hủ tiếu chay rồi. Ủa cha, hôm nay cha nghỉ ăn chay chưa cha? Nghỉ gì nghỉ mày, hai vợ chồng mày hôm qua phá đám tao, tao có ăn được gì đâu. Bữa nay tao ăn bù mày. Rồi cha có mua đồ chay chưa? Thôi để anh chạy đi mua cho. Thôi khỏi, cảm ơn mày à. Tao đặt đồ ăn trên mạng luôn rồi. Dũng đi chạy, bữa nay cho biết đặt đồ ăn trên mạng luôn. Rồi, chúng để hai vợ chồng bay báo tao hoài. Con có bầu cái miệng không lặt nhách à, niêm nếm không có được. Cha niêm coi thử vừa ăn chưa. Đây. Hơi lạc, cho thêm miếng muối vô nữa đi. Dạ. Ủa hôm nay nấu canh gì vậy em? Canh chua cá lóc. Trời ơi trời, tao bỏ nhà tao đi cho tao bay vô lòng. Nhà cửa này tan nát rồi tại mấy người đó. Tại ông thì có. Nghỉ luôn đi. Nghỉ đi nghỉ. Cơm sườn đó, ăn đi. Không ăn, em cho chó cho gà ăn hết đi. Ừ, không ăn thì thôi, ai đó biết liền. Rồi ăn cơm chưa? Tôi nói là tôi không có ăn. Đem cho chó cho gà ăn đi, không nghe hay gì? Ông dèm cái mỏ không kìa, rồi cho cơm kìa. Mày đọc xạo xạo. Cô làm gì ngồi buồn hiu đi cục dân nổi. Sáng em đi chợ, em gặp ông thầy bói. Sẵn em kêu ông bói giùm coi em anh sống được nhiêu năm nữa. Rồi sao nữa? Ông nói anh á, sống được 50 năm nữa. Còn em á, sống được có 45 năm nữa à. Anh sống tới 50 năm luôn hả? Ừ, quá ngon rồi, còn đòi gì nữa. Sống vậy là thọ rồi đó. Cái gì buồn hiu vậy? Thì tại nghe em sống được có 45 năm nữa là buồn thôi chứ có gì đâu. Thôi, có gì đâu mà buồn. Buồn sao không buồn. Anh sống hơn em tới 5 năm lận. Không biết ai nấu cơm cho anh ăn nữa. Em ơi, sinh nhật em hả em? Đúng rồi. Nhớ hay vậy ta? Trời, sao không nhớ trời. Ngày mai anh dắt đi bờ kè ăn chè ha. Ăn chè hả? Không có quà hả? Ừ, ăn chè được rồi, cho nó có cái kỷ niệm thôi. Chứ quà cáp làm chi cho nó tốn kém. Lúc nào cũng vậy, tới sinh nhật mà tặng quà cứ không nổi. Tôi nói cho ông nghe ha, Hồi đó ha, cái thằng gậy cũ tôi ha, tới sinh nhật tôi ha, nó tặng đủ thứ hết trơn. Ông coi lại ông đi. Ê, nói chuyện không có nhắc tới thằng gậy cũ nha. Nhắc tới thằng gậy cũ mấy người thấy mắc ghét tới nơi rồi. Làm gì ghét? Người ta tặng quà nhiều hơn ông ghét hả? Nhiều cái con khỉ. Hồi đó mà nó không bỏ mấy người thì đâu có khổ như giờ.